Tôi rất là thích làn da mochi này. Da rất mịn và không hề bị dính. Tôi rất thích. Giúp bề mặt da trở nên mochi mochi căng mỏng. Sữa dưỡng da Lucky Meal chứa thành phần từ thiên nhiên, cấp ẩm và nuôi dưỡng da khỏe mạnh. Thành phần cấp ẩm chủ yếu là ceramide cùng kết cấu dạng sữa đặc, cấp ẩm cho làn da dồi dào và ngăn ngừa thoát ẩm nhờ gấp đôi HA và proteoglycan. Cà rốt đen, hoa đậu trắng và rong tảo đỏ là thành phần chính cấp ẩm bề mặt da, sau đó thấm sâu xuống dưới và giữ ẩm cho làn da căng mọng, ngậm nước. Trước đây tôi rất lo lắng vì da bị khô sau khi rửa mặt, nhưng từ sau khi sử dụng sữa dưỡng Lucky Meal, tôi cảm thấy rất an tâm. Tôi từng nghĩ rằng sữa dưỡng sẽ rất dính da, nhưng với Lucky Meal thì khác. Tôi cảm thấy da rất nhẹ sau khi thoa lên. Tôi thấy rất hạnh phúc. Sử dụng sữa dưỡng ngay sau khi rửa mặt để dưỡng ẩm. Có thể bôi thêm nhiều lớp ở vùng da dễ nhăn, khô. Cảm nhận sự căng mọng mochi mochi khi chạm vào da. Đúng vậy, lấy lại tuổi xuân cho làn da cùng Lucky Meal.